Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Tito Cây Cảnh mọi người. 3 4 tuần nay cũng bận quá, cũng giống mấy con nói ngày thường với mọi người là không có rảnh mà quay clip. Rồi có những cái cây nó chưa có vô cái thời điểm để mà làm. Nói chung là tốn nhiều thời gian, nhiều chuyện khác nhau thành ra chưa quay. Như là hứa một anh bạn mới vừa kết bạn Zalo, ảnh kêu demo giùm ảnh cái cây, hứa vài tuần sau làm theo cái cây cũng giống cái dạng mà ảnh mà chưa có làm. Bữa nay mới mới làm được đây. Đó. Này thì anh có xem clip thì ủng hộ em mà cho em một like một share. Anh gì ở Hải Dương, tự nhiên cũng cũng quên cái tên tốt rồi. Hình như anh Tiền, anh Tiên gì ở Hải Dương này, anh gì ở Hải Dương cũng quên tên tốt rồi. Thì này em sẽ quay cái sọp hay là cây túc giống như là cái cây của anh để mà cũng có chia sẻ chút xíu demo cho anh để mà mọi người cùng xem video mới của em. Sáng giờ là dọn dẹp lại cái chỗ này, phẩm trời nắng quá, mà trời nắng quá thành ra che lưới nó để nó ở trên này, sáng giờ mới vô chậu lại để thay đất lại một số cây đó, nó dọn dẹp thành ra chiều nay mát mát này quay cái clip để chiều tưới cây mọi người. Bữa nay cũng cây hơi khô chưa tưới cây đây, mấy cây này dọn dẹp lại đi, sửa sang lại mọi người, bỏ bê quá rồi đó. Rồi mời mọi người cùng xem video mới của em ạ. À, nhân vật chính của em hôm nay đâu người, nhân vật chính là một cây sọp ở miền Nam và cây túc ở ở miền ngoài mọi người. Chung cây cũng hơi khủng, cái này hoành đế cũng phải cả trăm hơn mọi người, mình đế cả trăm hơn người. Đây em lo một cái gang em mà mới có một phần bằng 2,5 gang mọi người, nó còn đế cả trăm hơn. Nó hoành thân này cũng phải 7 80 đó. Cốt cành thì vị trí thì cũng chừa để mà cắt tỉa đây mọi người, vị trí để cốt cành đã chừa sẵn. Nói chung nó không vô cây bài, nó không vô cây bài nhưng mà nó cũng có những cốt cành để làm theo kiểu tàn thiên nhiên được. Cái đế quá, cái đế rồi, bây giờ sẽ cắt tỉa để làm để mọi người xem. Đặc biệt là cũng gửi video này cho anh bạn mới vừa kết bạn Zalo cách đây mấy tuần, anh này là bộ đội ở ở Hải Dương, tự nhiên em cũng quên tên, nãy quên coi cái danh bạ của anh, nhưng mà có thể là chút xíu em coi lại để em nói đúng tên của anh, mời anh tham khảo. Nói chung tham khảo cái gốc thôi để anh làm, chứ lúc trước anh nhờ em làm demo mà nói chung không có thấy cây thực tế cũng hơi khó. Mà có những cây nó dễ thì không nói gì đi, còn những cây mình nhìn phải cần nhìn rõ ràng mặt tiền mặt hậu rồi cái điểm ẹo điểm nhấn của cây mới làm được. Nhưng hy vọng ở cây này thì anh sẽ có những cái ý tưởng thêm về cây của anh. Rồi mọi người cùng xem video của em ạ. Bây giờ em sẽ cắt tỉa những cái cành không cần thiết. Như cái cành này em chọn vị trí là cành 1 đây. Nói chung cành 1, cành 2 cây này nó hơi ngang nhau, tại vì cái cành này đang quay cái sao nó chuyển video qua dính vào mặt mọi người. Đó. Cái cành 1 mọi người thấy, nói chung cành 1, cành 2 này, cành 1 mọi người thấy là cành 1 nè. Cái cành 2 nó hơi ngang nhau, cành 1 nó hơi dưới chút xíu thôi. Nhưng mà theo cây thần thiên nhiên thì giờ chứ dưới đây nó không có thể ra nữa, thành ra mình không làm thấp hơn không được mà cao hơn thì nó hơi trò, tại cây này cây vàng cây lùng này. Đó, thành ra đó chọn vị trí là cành 1 này, cành 2 là cái tụm này coi như cái cốt lúc trước nuôi nuôi thả mọi người, nuôi nói chung nó lên cho thả cái thân lớn thì nó to. Cái này có thể em sẽ quẹo đây, em đấy em làm cái này là cái bên bình hông đó, cái co bình hông mọi người đó. Rồi còn cành 3 thì có thể cành 3 bên đây đây đó, cành 3 bên đây nó ra giật ngọn lại tùy theo. Nói cây này là chế cho nó theo cái dạng cây bài chứ không thực sự là cây bài, nhưng mà nó chế thôi đó. Đây sẽ có những cái cành đệm. Rồi bây giờ sẽ tiến hành cắt tỉa những cành nào không cần thiết, sẽ cắt tỉa luôn này. Đó, tổng thể mọi người xem cái đế qua sẽ cái đế vip luôn rồi. Rồi cắt cây xong vô kẽm 3 4 cành thì thấy những cái chuyện ngoài dự kiến mọi người. Đó, nói chung tính chừa cái này làm cái cành bên kia cho nó ẹo ở đây, nhưng mà cái cây to mà này, cái khúc này nó quá ngắn thì so với cây này nó cũng không được, nên em phải dùng cành này. Cái những cành này là cành 1, cành này cành 2. Rồi mượn bên đây người thấy cái cành này là cành phong đó, nhưng mà bây giờ nhìn chỗ này người thấy nếu có cái cục ruồng ngay mặt là nếu bây giờ em cưa cái thẹo sát nè, cưa thẹo đây sát đây thì nó sẽ có cái thẹo rất to trước mặt, mà việc liền thẹo cũng rất là khó. Lý do thí dụ như mình cắt hồi lúc trước cái cây còn non á, cây non này theo độ nó thuôn lên giống như chỗ này đi, giống như này cắt trước thì nó sẽ liền theo như chỗ này, nó mới theo kịp cái tiến độ phát triển của cây là nó đầu vô được chuột. Còn giờ cắt chỗ này cái thẹo này rất to, mà mấy cành non nó ở trên này nó kéo thẹo sẽ không được, cái thẹo to mặt tiền mà kéo không được thì là cái lỗi. Bây giờ thôi tạm thời mình để cái gục gù này, nó cũng không có lịch sự gì cho mấy, nhưng mà nó còn đỡ hơn cái thẹo.
Đó thì vấn đề cái cây này bây giờ nhiều khi mình cắt cái phôi từ nhỏ nó mình sẽ chỉnh chu hơn, còn cái phôi mà có như này lúc này cái gốc đó em làm cái gốc gì đó thì nó có rễ đẹp bự ra, nó lên ở trên em cắt tỉa đại em bỏ về rồi sau này thấy được được quá mới cắt lại để chơi, thành ra nó bị lỗi ngay trong này, bây giờ phải chịu thôi. Đó em trình bày mọi người như thế. Với nãy giờ là lục cái danh bạ Zalo là cái anh mà mới hứa với ảnh làm cái cây này là anh Tiến ở Hải Dương ạ. Anh Tiến ở bên quân đội ở Hải Dương. Cũng mời anh Tiến xem clip của em và chia sẻ để kênh em phát triển ạ. Lâu quá đã kênh cũng lâu chậm phát triển. Nó nhìn Tiến nhìn cây của em thì cái thực tế vậy thì mình sẽ gia giảm thì theo thực tế. Nó này là nói chung cây này là làm cây thiên nhiên mà nói chung cũng ba phé ba nơi. Nó cũng không có được vô cái hệ cho lắm rồi, cũng không đẹp cho lắm, nhưng mà mình làm cái này là bây giờ cần già tàn thì nó khoe được cái bộ rễ đây, bộ rễ mặt tiền đây với cái thân nó thì đầu vô được chuột thì nó đẹp, nó khá là khá cho đó thôi, còn cái cành nó sẽ không thể ý mình, tại vì nhiều khi cành thiên nhiên đâu phải lúc nào mình muốn nó ra chỗ nào là ra chỗ nấy đâu mọi người, thay thì mình gia giảm cho đó, coi như cành này cành một theo theo thứ tự của chứ không phải theo cây bài nha mọi người, em đính chính là không phải theo cây bài, cành một đây, cành hai đây, cành phong là đó rồi, có thể em cái cây cái cành này cái cành này cũng không phải cành tư, nó mấy năm nó đưa về đây theo hướng cành tư đưa về đây, rồi chỗ này nếu nó ra cái cành em sẽ để một cành nhỏ ngay chỗ cỡ bằng tay các em thôi để nó lấp đầy khoảng trống này, rồi nó không làm cho nó bị đơ chỗ này, chứ bây giờ mình cắt cái thẹo đây thì cái thẹo ở đây cắt vô cái thẹo này thì cây này nó liền hơn nhưng mà nó liền hơn cắt rồi nó liền hơn nhưng nó không liền thẹo, nó khổ chứ đó mọi người, tại vì thẹo đây rất là to, tại vì đây có cái thẹo cũ nè, thẹo cũ đó cắt rồi nó liền cắt rồi nhưng mình cắt một cái nữa thì nó không liền nổi mọi người, tại vì chỗ này không có cái cành nào đi lên, phải cái thẹo phải có cái cành đi lên vòng vòng vị trí cái thẹo phải có cành đi lên nó mới liếp cái thẹo nổi, giống như hồi đó mà em cắt chỗ này đây thì có cái cành đi lên, cái cục gù nó đi lên có cành bự lên đã cắt rồi nó mới liền cái thẹo nổi, rồi bây giờ mình cắt nữa thì không có cái cành nào ra chỗ này hết, tại vì nhau chỗ này cái thân khó ra cành nó không liền nổi đó vị trí đó, cho nên em không thể cắt cái này mặc dù cắt nó sẽ đẹp hơn đó, thì tùy theo tình hình cụ thể người nó tiếp tục đây cành ba đây, rồi cái ngọn này em sẽ đưa về đây người, nó đưa về đây này. Đưa về xéo đây đặng cho cái cây nó ra cái cây dạng trực lắc người, nó trực lắc xéo ở đây, rồi cái cành to này với cành to này bây giờ uống hết được rồi, uống cũng còn được nhưng mà nó to quá ở trên thôi, vậy em sẽ cắt cục, em cắt cục để cho nó ra sao mấy cành dưới phát triển này mới xử lý tới nó, để cho nó dạng đầu vô đi chuột, từ đầu vô đi chuột từ gốc tới cành luôn, cho nên hai cành này uống trước, thì cành này bây giờ to quá mà uống thì mốt nó phát triển ở trên nắng nó xuống trước nó sẽ phát triển hơn, nó ưu tiên nó sẽ phát triển hơn những cành phía dưới, cho nên cây nó không đều, cho nên giờ em sẽ cắt luôn đó, em cắt luôn bỏ cắt luôn cho mình chừa lại một cái phần nhỏ còn trong cái đó, còn trong cái đốt đây đặng cho nó sẽ có thể lên những cành mới, sau này lên cành mới mình làm tiếp được đó. Đó, cắt vậy coi như còn trống như này mọi người, đó trống như này thì mình làm nó là sao, như cây này ở trên là làm cho nó tàn đều, cái kiểu tàn dù thôi, nhưng mình chơi cái góc đó tàn dù nó đều trên mà nó dày với nó già là đẹp rồi mọi người đó, cái ý tưởng em là như thế, thì em chỉ suy nghĩ được như thế, em làm như thế thôi, có mấy anh em nào rành hơn có tay nghề cao hơn thì có thể góp ý giùm thêm giùm em đó, em cũng thành thật như vậy có sao mà làm vậy thôi. Rồi giờ tiến hành uống mọi người, nó tiến hành uống cái này xa xa nhìn được cái gốc hay đó mà chỉnh sửa ra cái cây trực lắc bài thì quá ok mọi người đó, nhưng mọi người thấy đây đó. Phải làm theo kiểu đó thôi, chứ theo em này em không còn cách nào khác cho nên em làm như vậy. Giờ sẽ uống mọi người, sẽ uống cành một rồi tới cành hai thì vị trí đó thôi chứ không có theo cây bài mà em đính chính là nó không theo cây bài, mình chỉ dặn theo cái vị trí này mình để cho mốt nó có cái cành mình xài thôi mọi người đó, rồi mát xa cây mọi người đó. Đúng qua mẹo cơ bản là chắc vài ngày nữa phải ẹo nữa mọi người, bây giờ nó còn giòn quá. Càng to thì quạt nó sẽ dễ dãi, em sẽ có thể em làm xong sẽ lấy cây tre em chổi lên mọi người đó. Rồi đây là cành hai đây. Hai vị trí dài mọi người, rồi giờ xuyên qua đây là cành phong đây mọi người, cành phong ở trên nhìn xuống này mọi người, ở trên ngọn lên xuống phía bên hông đây, đó, phía bên hông phía sau em vừa cầm máy vừa bẻ luôn, tại vì cành này nó đơn giản, em vừa cầm máy vừa bẻ mọi người xem luôn này, đó mình bẻ phong qua sao vậy,
chung cho có một cành vậy thôi để mình nó không có trống trải phía sau mọi người đó. Rồi, đeo lên đó là cái cành phong như thế này. Hai co đơn giản thôi mọi người. Đó, co này co kia đơn giản này. Đó. Rồi, đó, cành phong đơn giản như thôi mọi người đó. Rồi như nãy em nói cái ngọn. À, cái ngọn mình thấy này. Cái ngọn to này sẽ dùng phương pháp cắt giật thôi mọi người. Chút xíu cầm cái tre to lên, cái tre to lên ẹo nó qua như vậy. Ẹo nó qua như vậy này, chút xíu em cầm cái tre ẹo nó qua như vậy thì em giữ cái cân đối đó xong em làm là coi như cành này cành tư trả về đây đó. Cơ bản là vậy mọi người. Mình múc nó ra thêm mình sẽ đệm thêm những cái cành khác. Nói chung cành này mang tiếng cành tư chứ không phải cành tư nữa. Nếu mà nó ra mốt em chờ mà nó ra được cái chột mà chỗ này em sẽ cắt em bỏ cái cành đó mọi người. Đây đây còn mấy cái chột đây, nếu mà nó ra nữa nó ra được cái cành mới thì em sẽ cắt bỏ cái cành đó. Nếu không ra em giữ cành đó đó. Mấy cái chột này lúc cắt mà nói chung cắt mà cắt đại thôi chứ không có tính mà mình uống, thành ra bây giờ nó không ra nhiều vị trí mình. Nhưng nếu giờ em kích thích mà nó ra được những cái vị trí này cành tư thì mà cành tư là dưới cành ba cũng không được, nó cũng khổ mà. Nói chung cái cây này hồi đó tính bỏ không có chơi nhưng mà sau này thấy gốc nó bự nó đẹp thì mới giữ lại, thành ra cái vị trí những cái cành nó đã không có như ý muốn, mình không thể nào làm theo cái bài đó. Coi như bây giờ là làm sao cho nó phù hợp, nó đều ở trên, nó phù, nó cân đối thôi, nó chưa tàn dạng tàn đa tàn thiên nhiên. Thì nếu làm bài bản giống như cái bài nó cũng nó đẹp nhưng mà vị trí nó bây giờ nó không theo như ý mình, thành ra như em nói mọi người thì bây giờ ở trên nó ra làm sao mình sẽ cố gắng hết sức mình để làm cho nó đều như vậy thôi mọi người. Đó cái khả năng có thể tới đó thôi đó, mình bài mình như thế, thành ra cái cành này có thể là vị trí này em uống ở đây em uống vậy, rồi nói chung chờ nó phát triển rồi tới cái vấn đề đó chờ phát triển xong rồi mình tính sao đó, chứ bây giờ không quyết định được. Đó, mẹ như thế này. Đó, mẹ như thế này mọi người. Đó, coi như nó cành 4 trả về. Thì cơ bản vậy thôi, cơ bản mình sẽ xử lý như vậy. Bây giờ mình sẽ lấy cái tre mà mình quấn cái cành lên cho nó cố định cái ngọn lại mọi người, cho nó nhìn tổng thể cây cho nó được xíu. Rồi đó, cơ bản là vậy xong rồi cũng lấy cây em cầm lên em cố định mấy cái cành để cho nó không có bị gió lúc lắc gãi này đó, cố định mấy cây này để cho nó không có bị lúc lắc nó gãi đó. Thì rồi còn mấy cái chột này thì để nó ra tùy theo tình hình, có thể mình xé ra đây. Có như cái cành này, cái chỗ này em sẽ xé đệm một cái tàn về hướng này, chết về hướng mặt tiền. Rồi cái này giống như vị trí cành 4 cũng chết nhẹ nhẹ đây, nó chết nhẹ đây, coi như nó lọp đều. Rồi cành này cũng chết bên kia, nó hướng về hướng cành phong đó. Rồi mình sẽ nhìn tổng thể nó ra đều thì cây từ dưới lên nó đều vậy được không nghe chứ giờ làm theo ý mình không được. Mong là chỗ này nó ra được một cành thì ok mọi người. Chỗ này mà ra được cành là giống như chỗ này ra một cành là nói chung đệm vị trí cành 4 luôn. Vị trí cành 4 mà đệm cái thì nó sẽ đẹp cái cây hơn, lý do là nó không có gọi là bị trống mọi người đó. Thì cơ bản sẽ làm vậy. Đó, cơ bản làm vậy mọi người. Nói chung chỉnh sửa cơ bản là vậy là xong. Coi như nó thuông từ gốc tới ngọn vậy này. Khả năng em làm tới đây em chia sẻ mọi người tới đây mọi người. Cũng có thể anh Tiến ở Hải Dương, anh Tiến sẽ tham khảo cái cách làm này để anh làm theo nó phù hợp với cây của anh hơn. Chứ bây giờ cái cây của anh gửi cái clip với cái hình em coi cũng không rõ, anh nó cũng không thể nào mà làm cho đến mức tốt nhất được. Anh cũng thông cảm giùm em ha. Rồi, em sẽ chia sẻ mọi người hôm nay cái clip nó đến đây. Thì mong rằng sau này sẽ có thời gian rảnh để chia sẻ nhiều hơn. Bây giờ công việc quá là buồn rồi. Rồi, video này kết thúc. Cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh Tiêu Cảnh trước giờ. Ủng hộ thêm thì xin mọi người đăng ký nhấn chuông để theo dõi những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.